Sáng ngày 27 tháng 5, Vietinbank đã trao tặng 5 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử tốt đẹp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã đồng lòng cùng thành phố Hà Nội tham gia phòng chống dịch COVID-19. Sự hỗ trợ kịp thời này là nguồn động viên to lớn tiếp sức cho thành phố Hà Nội để có thêm sức mạnh chiến thắng đại dịch. Trong thời gian tới, tình hình diễn biến dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội rất mong muốn các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục phát huy trách nhiệm bản thân, tập thể cùng đồng hành cùng thành phố Hà Nội tùy theo khả năng của mình để đóng góp cùng Đảng, Nhà nước và thủ đô sớm đẩy lùi đại dịch. Cũng tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Vietinbank Nguyễn Đức Thành cho biết, trong năm 2020, Vietinbank đã dành hơn 53 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Năm 2021, Vietinbank tiếp tục dành nguồn kinh phí 16 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch COVID tại các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Bệnh viện Ca cơ sở Tân Triều, Bệnh viện Bạch Mai, ủng hộ Bộ Y tế 25 tỷ đồng để mua vaccine. Và hôm nay, Vietinbank tiếp tục ủng hộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội 5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Vietinbank hy vọng rằng, thông qua những hoạt động, đóng góp của mình sẽ góp phần xây dựng nguồn lực dồi dào để có thể ngăn chặn chiến thắng đại dịch. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.